quý vị và các bạn, trong cái chương trình Dân ta phải biết luật ta thì tôi hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn cái đôi nét cơ bản về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Thưa quý vị và các bạn, thì hôm qua tôi cũng có một cái chị bạn, chị gọi điện thoại với cái nội dung như thế này. Chị bảo rằng là chị có một cái phần đất có diện tích là 500 m², thì khi mà chị chuyển nhượng cho người khác thì các bên thỏa thuận là sẽ giao nhận tiền làm hai lần. Thứ nhất là 500 với cái giá là 500 triệu và giao nhận làm hai lần. Lần thứ nhất là giao số tiền là 200 triệu đồng và lần thứ hai là sau khi mà ký công chứng thì giao nốt cái số tiền 100 triệu đồng. Tuy nhiên rằng là đến cái ngày ký công chứng quyền sử dụng đất thì hai bên đã ký công chứng. Tuy nhiên cái người mà nhận chuyển nhượng á, cái người mua họ cũng là người quen thôi, họ bảo thôi thì bây giờ tôi cũng khó khăn quá, cho nên giúp chúng tôi rằng là ký công chứng đi, rồi sau đó sau khi sang tên Nam Bộ thì tôi sẽ tiến hành gọi là hoàn tất trả lại cho anh chị cái số tiền. Thưa quý vị và các bạn, sự việc nó sẽ không dừng lại đâu. Nếu như trong trường hợp hoàn tất cái thủ tục sang tên Đăng Bộ sang cho bên người nhận chuyển nhượng 2 tháng, 3 tháng rồi thì thời gian cho đến thời điểm này là 5-6 tháng gì đó mà cái người nhận chuyển nhượng, tức là người mua, họ không trả tiền và họ còn có cái thái độ là thách thức, yêu cầu là sẽ gọi là muốn kiện thì kiện như thế nào, và quá bức xúc với cái thái độ hành xử. Tại vì quý vị và các bạn biết rồi, nếu như trong trường hợp cái quyền sử dụng đất này hai bên thỏa thuận là 500 triệu đồng thì phía bên kia họ chỉ có thỏa thuận là 40% thôi, còn lại 60% vẫn là của mình. Thì chị bảo với tôi rằng trong trường hợp này thì theo luật sư là tôi nên kiện lấy tiền hay là kiện tiếp tục thực hiện hợp đồng hay là kiện lấy đất? Thưa quý vị và các bạn, đây là một cái vấn đề mà rất là nhiều người đến văn phòng luật sư hỏi. Có những cái vụ kiện, tôi đang đứng ở cái góc độ người chuyển nhượng như quý vị. Một số các anh chị và sau khi nhận được cái số tiền là 70-80%, tuy nhiên là đất sốt, cho nên họ không có mong muốn bán đất nữa và họ khởi kiện. Đây là gọi là cây mũi hoa nhà mũi cảnh. Nếu quý vị và các bạn muốn tiếp tục thực hiện hợp đồng bằng cách là quý vị chỉ cần khởi kiện đến tòa án và yêu cầu phía bên người nhận chuyển nhượng đó phải trả cho tôi số tiền là tiếp tục thực hiện bằng cách là trả cho tôi cái 60% còn tương ứng với bao nhiêu cái phần đất mà chúng tôi đã thỏa thuận. Còn cái dạng thứ hai là bây giờ thấy đất nó nhích lên và cái khoảng thời gian kể từ ngày mình thời điểm mà hai bên giao dịch mua bán nhận chuyển nhượng đó là 2 năm rồi, giá đất nó tăng lên rồi thì mình sẽ yêu cầu tiếp tục thực hiện hợp đồng hoặc là bây giờ hoàn trả lại cái số tiền tương ứng với cái tỷ lệ mà họ nhận chuyển nhượng. Đây nó phụ thuộc vào ý chí của người nhận chuyển nhượng, ý chí của người đi khởi kiện. Anh kiện gì? Anh kiện tiếp tục thực hiện hợp đồng, anh kiện đòi tiền, đó là cái ý chí của anh. Chị bảo với tôi rằng lo lắm, chị ơi không biết có thật sự là bây giờ có đòi được lại tiền hay không. Tôi bảo kiện được chứ. Chị bảo rằng ngoài cái hợp đồng công chứng quyền sử dụng đất tại phòng công chứng thì các bên có thỏa thuận một hợp đồng bằng tay đấy. Giá chuyển nhượng, đối tượng chuyển nhượng, hai bên thỏa thuận như thế nào? Thỏa thuận là nhận chuyển nhượng cái phần đất có diện tích cùng số tờ bản đồ và phương thức thanh toán làm hai lần. Lần đầu tiên là như thế nào, lần thứ hai như thế nào và sau khi sang tên Đăng Bộ thì như thế nào? Thưa quý vị và các bạn, trở lại vấn đề về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật thì
theo quy định của pháp luật thì hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất là sự thỏa thuận của các bên, các bên thỏa thuận là bên chuyển nhượng giao đất và nhận tiền, còn phía bên nhận chuyển nhượng thì đưa tiền và nhận cái quyền sử dụng của mình. Đó là cái quy định rất là cơ bản. Thì tùy theo những cái quy định của pháp luật này thì quý vị và các bạn có thể dựng chiếm. Tuy nhiên, đối với hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì pháp luật quy định bắt buộc phải ra phòng hành chính. Cho nên trong trường hợp này, các bên sẽ có một cái hợp đồng gọi là hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Thông thường thì tôi sẽ giúp các bên đương sự, các bên thỏa thuận, bên nhận chuyển nhượng, bên chuyển nhượng, bên mua và bên bán đối với hợp đồng này, và trên cái tinh thần gọi là ý chí tự nguyện của các bên, cái đối tượng mà các bên giao dịch, cái số tiền, cái phương thức thanh toán, rồi quyền và nghĩa vụ của các bên nếu trong trường hợp có phát sinh những cái sự kiện pháp lý. Thưa quý vị và các bạn, chắc chắn là hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và hợp đồng mua bán nhà là một những vấn đề nóng của hiện tại hiện nay, và tôi cũng mong muốn gợi đến, thông qua cái video này, gợi đến những cái điều cơ bản nhất về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Tin mong quý vị và các bạn có những đóng góp, những cái ý kiến cũng như những câu hỏi thì xin sẽ gửi qua đường link ở phía dưới đây, hoặc có thể gửi qua địa chỉ email của luật sư để luật sư tổng hợp lại và mã hóa một số thông tin tiếp tục phục vụ quý vị và các bạn trong chương trình Dân Tài Phải Biết Tự Tăng. Tôi xin trân trọng cảm ơn.